Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Kim Hoa và Nguyên Khang rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của VietTV Australia trong ngày hôm nay thứ Bảy, 9 tây tháng 12, 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, những thông tin mà chúng tôi quan tâm nhất ngày hôm nay và muốn chia sẻ thêm cho quý khán giả, thứ nhất liên quan đến vấn đề đường Trung Quốc đang lên kế hoạch để xây dựng một đường hầm dài nhất trên thế giới nối liền với khu vực Trung Á. Và thứ nhì liên quan đến quyết định sa thải nhân viên của hai hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật Bản là Honda và Toyota tại thị trường Trung Quốc. Trong khi vấn đề thứ ba là những sinh hoạt tại Nhật Bản, đặc biệt là trong bối cảnh dân số già, ảnh hưởng như thế nào đến thị trường nhân dụng. Và sau cùng quan trọng hơn hết đó là thông tin rất là tích cực từ Hoa Kỳ khi mà quốc gia này vừa loan báo tìm thấy một cái mỏ lithium được cho là lớn nhất trên toàn thế giới. Đầu tiên thì liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng đường hầm dài nhất trên thế giới. Hiện nay chúng ta biết Trung Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu trên toàn thế giới về những cái chuyến đường cao tốc và những cái tuyến đường mà vận tốc có thể lên đến 400 cây số một giờ, thậm chí là cao hơn nữa. Trong khi những quốc gia khác, kể cả tại Úc và cả ở Hoa Kỳ, thì những cái tuyến cao tốc này hoặc là những cái tuyến chiến xe lửa với tốc độ cao như thế này vẫn chỉ là trong mơ, chúng ta chưa thể nào có được và chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm nay thì chính quyền Trung Quốc cũng đã loan báo là họ sẽ xây dựng một đường hầm dài nhất trên thế giới nối liền với khu vực Trung Á, và đoạn đường hầm này dự phóng sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Và sau khi hoàn thành thì cái quãng đường di chuyển khoảng gần 22 cây số sẽ rút ngắn lại từ 7 tiếng đồng hồ chỉ còn lại 3 tiếng đồng hồ mà thôi, có nghĩa là rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Đây được cho là một thành công mới nhất của Trung Quốc nữa, phải không ạ? Dạ. Thì cái tuyến đường hầm này nằm trong cái tuyến đường bộ, đây là tuyến đường bộ nối từ cái thành phố Urumqi của tỉnh phía tây Trung Quốc là Tân Cương đến cái khu vực Trung Á. Thì trong cái tuyến đường bộ này thì có cái đường hầm dài 22,1 km, và đây được xem là đường hầm lớn nhất thế giới. Thì đây là cái công trình mà nằm trong cái sáng kiến là vành đai con đường của Trung Quốc nhằm khôi phục lại cái con đường tơ lụa cũ. Thì chúng ta cũng biết là con đường tơ lụa là cái dải hành lang mà nối liền từ châu Âu và châu Á, và đây là cái dải hành lang gần như là duy nhất nối được hai bờ đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Và trong hàng ngàn năm trước rồi, thì đây là cái khu vực có cái giao thương sầm uất nhất trên thế giới. Nhưng mà tuy nhiên qua thời gian thì cùng với cái sự phát triển của các khu vực khác trên thế giới, và cũng là cái sự phát triển của các nền kinh tế mới nổi nữa, nó làm cho khu vực này bị lãng quên. Và phải nói là khu vực này cũng đã gần như là ngủ quên trong vài thế kỷ vừa rồi. Thì sau khi mà lãnh đạo Trung Quốc vào năm 2012, thì ông Tập Cận Bình đã đưa ra cái sáng kiến là vành đai và con đường. Thì vào năm 2013, thì đến nay cũng đã được 10 năm. Thì trong cái sáng kiến vành đai con đường này đó, thì cái tuyến hành lang con đường tơ lụa mà Trung Quốc muốn khôi phục lại, thứ nhất là nhằm củng cố cái sức mạnh kinh tế Trung Quốc, và cái thứ hai nữa là để phát triển khu vực phía Tây của Trung Quốc, là khu vực mà nó còn nghèo nàn. Tuy nhiên, theo đánh giá, đây là khu vực còn rất là tiềm năng. Bởi vì sao? Vì trên thế giới, và hàng ngàn năm trước đó, đây là cái tuyến đường được xem là buôn bán giữa phương Đông và phương Tây.
Bởi vì người phương Tây vào thời điểm đó thì chưa có được cái sản phẩm mà rất được ưa chuộng vào khoảng cách đây 5.000 năm đó là cái sản phẩm tơ lụa. Thì trên thế giới đó, cách đây khoảng hơn 5.000 năm đó, thì người Trung Quốc đã biết, là hầu như là họ là quốc gia đầu tiên mà biết cái kỹ thuật nuôi tầm để mà lấy kén, để mà dệt ra cái tơ. Và cái tơ này đã sản xuất ra cái đồ lụa rất là nổi tiếng. Và thời điểm đó thì Trung Quốc thì chỉ ban đầu là chỉ sản xuất các cái trang phục để cho vua chúa và giới quý tộc thôi. Tuy nhiên qua thời gian thì cái sản phẩm cùng với cái sức sản xuất tăng lên đó, thì cái sản phẩm nó có dư thừa ra thì bắt đầu họ bán ra các khu vực khác. Và cái khu vực châu Âu đó, là khu vực kinh tế phát triển thì họ lại không có sản phẩm này, thì bắt đầu họ dần dần họ đi tìm mua sản phẩm Trung Quốc, thì nó tạo nên cái hành lang đó. Thì sau khoảng vài ngàn năm rồi thì cái khu vực này lại bị chia cắt bởi những cái quốc gia trong khu vực, bởi vì nó có cái sự, thứ nhất là cái sự phức tạp về địa lý, việc đi lại của giữa các vùng miền rất là khó khăn, và cái thứ hai nữa là nó có rất nhiều cái sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là sự đa dạng về sắc tộc và tôn giáo. Đấy, thì những cái bước cản trở như thế này nó cũng làm gián đoạn và nó làm cản trở cái sự giao thương qua thời gian giữa các quốc gia. Thì tuy nhiên với cái sáng kiến vành đai con đường thì lần này Trung Quốc cũng hy vọng là sẽ mở được cái hành lang phía Tây ra, là phát triển cái khu vực phía Tây của họ, là cái khu vực vốn còn đang chưa được phát triển như khu vực bờ Đông. Cái thứ nhất, mặc dù là nói là chưa được phát triển, nhưng mà khu vực này, một trong những cái điểm mà thế giới rất là quan tâm là nó có cái khu vực tự trị Tân Cương. Yeah. Đây là nơi mà gây rất nhiều tranh cãi kể từ sau khi cái dự án mà vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành lập vào năm 2013. Hiện nay thì tất cả những cái quốc gia, kể cả nước Úc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã cấm nhập khẩu những cái mặt hàng từ Tân Cương. Lý do là bởi vì họ cho rằng Tân Cương sử dụng nhân công lao động không được công bằng, vì những cái hình thức bóc lột nó vượt qua những cái ngưỡng cửa tiêu chuẩn của những cái quốc gia đã phát triển. Và vì vậy mà Trung Quốc hiện nay đang gặp khó khăn về mặt xuất khẩu những cái mặt hàng liên quan đến Tân Cương. Ngược lại thì cái khu vực này cũng như Khang vừa mới nói là nó cũng đã đem lại, mặc dù nó có những cái hạn chế, nhưng mà trong 10 tháng đầu năm nay 2023 thôi, khu vực này cũng đã có một cái kim ngạch ngoại thương lên đến 287 nhân dân tệ, tương đương khoảng 40.5 tỷ Mỹ Kim. Và một điều rất là quan trọng đó là cái vị trí địa lý của khu vực Tân Cương. Chỉ cái khu vực này thôi thì nó đã giáp biên giới với 8 quốc gia khác nhau. Yeah. Mặc dù là bị cấm vận bởi các quốc gia phương Tây, nhưng ngược lại Tân Cương vẫn có thể xuất khẩu ồ ạt đến những cái khu vực lân cận như là Liên bang Nga, như là Mông Cổ, hoặc là những cái nước Pakistan vân vân. Và tất cả những cái nước này đều là thành viên cốt lõi của cái chương trình vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình, và vì vậy họ đang tập trung rất là mạnh vào khu vực Trung Á này. Yeah. Thì khu vực Trung Á nói như Kim Hoàng đó là có 8 quốc gia và thậm chí có thể là hơn các quốc gia lân cận nữa. Thì đầu tiên đó, cái giải hành lang này nó bắt đầu kéo dài từ Triều Tiên đi qua Trung Quốc, qua Mông Cổ, đến kéo dài đến phía nam chút xíu, đó là qua Ấn Độ và qua các cái nước kế của Ấn Độ nữa là Pakistan và Afghanistan, sau đó là tới Iran, Iraq, rồi ngược lên phía bắc chút xíu nữa là đi lên đến khu vực của các nước quốc gia Trung Á như là Kazakhstan, rồi Turkmenistan hay là Uzbekistan, sau đó tiến về phía tây là đi qua khu vực của Ukraine, hoặc là đi xuống ngõ phía nam là đi qua khu vực của các nước Iran, Iraq và đến Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể là đi đến tận được châu Âu và đến cái điểm đến cuối cùng của châu Âu, đó là Pháp và giáp với bờ đại Tây Dương. Thì đây là cái khu vực mà nói về địa lý nó cũng có nhiều địa hình rất là hiểm trở. Tuy nhiên nó càng hiểm trở thì người Trung Quốc cũng nhìn thấy được một cái lợi thế lớn đó là họ có thể khai thác du lịch, bởi vì cái địa thế mà càng hiểm trở thì lại có nhiều cảnh quan hùng vĩ mà có thể là thu hút được đầu tư du lịch. Thì đây là cái hy vọng của chính phủ Trung Quốc là có thể mở thêm thị trường du lịch ở khu vực này, đồng thời là phát triển thúc đẩy giao thương với các quốc gia Trung Á, mà là những quốc gia mà có cái nền kinh tế chưa có được phát triển và cần cái sự đầu tư của Trung Quốc. Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến những cái sinh hoạt kinh tế tại Trung Quốc, thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy tình hình xe điện Trung Quốc lên ngôi rất là mạnh mẽ. Cho tới thời điểm này, xe điện Trung Quốc chỉ chưa xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đối với thị trường châu Âu,
thì có thể nói là với những cái phân khúc xe điện giá rẻ thì dòng xe điện của Trung Quốc cũng đã được ưa chuộng rất nhiều tại châu Âu, và chúng ta không cần phải nói ngay tại nội địa, có nghĩa là thị trường Trung Quốc, người dân Trung Quốc hiện nay cũng đã chuyển sang sử dụng xe điện rất nhiều. Có lẽ cũng vì lý do này mà hai đại gia công ty là những công ty vốn rất được người dân Trung Quốc ưa chuộng trong vài thập niên vừa qua, đó là công ty Toyota và Honda. Cả hai đều là những cái tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản, vừa mới đưa ra những cái thông báo khá là bất ngờ. Đó là họ tuyên bố họ sẽ cắt giảm nhân sự tại những cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Đây là một quyết định đi ngược lại truyền thống của những công ty Nhật như thế này, là bởi vì theo truyền thống thì những công ty Nhật chỉ có việc tuyển thêm người, giữ nhân viên và duy trì công việc làm. Ít khi nào một cái công ty Nhật đưa đến quyết định sa thải nhân viên. Nhưng Toyota đã tuyên bố là họ sẽ đóng cửa nhà máy, trong khi Honda thì tuyên bố sa thải 1.000 công nhân, và đây cũng là lần sa thải lớn nhất kể từ khi hãng Honda mở cơ sở sản xuất tại thành phố Quảng Châu vào năm 1998. Và chỉ trong 10 tháng đầu năm nay 2023, Honda cũng đã bán được khoảng 3 triệu 200 ngàn chiếc xe trên toàn cầu. Nhưng riêng doanh số xe tại Trung Quốc thì lại bị giảm hạ hơn 18%. Và đó có thể là quyết định vì sao mà Honda đã phải cắt giảm nhân viên để có thể tái cơ cấu và để có thể dần chuyển sang hệ thống xe điện. Kinh tế thế giới, đặc biệt là trong thế giới công nghệ, thì đã chứng kiến rất là nhiều cái sự đổi ngôi như thế này rồi. Thì chúng ta chắc vẫn còn nhớ cách đây hơn 10 năm thôi. Thì trong cái lĩnh vực điện thoại di động, thời điểm cách đây hơn 10 năm thì Nokia là cái công ty của Phần Lan, gần như là dẫn đầu thế giới về công nghệ vào thời điểm đó. Khang vẫn còn nhớ là cách đây 15 năm đó, ai mà có một cái điện thoại Nokia là một cái tiêu chuẩn cho một sự cái thành đạt. Một cái niềm tự hào của người đó. Một niềm tự hào, dạ. Yeah. Nhưng mà do là Nokia không có tập trung phát triển, chú ý đến cái lợi ích của người dùng, và họ chưa có nghĩ ra hay là họ chưa có nhìn ra được cái thị trường hay là cái thế giới công nghệ nó sẽ đổi theo cái hướng là dễ sử dụng và tương tác đa chiều hơn. Cho nên là họ chỉ trung thành với cái mảng điện thoại truyền thống là mảng điện thoại mà bấm bàn phím. Thì cái con đường đó, cái sự trung thành đó đã dẫn đến sự diệt vong của Nokia. Và đến nay gần như chúng ta không còn thấy điện thoại Nokia trên thị trường nữa, mà gần như chỉ thấy iPhone và Samsung gần như là hai công ty thống lĩnh trên thị trường điện thoại thông minh. Tức là ngày xưa khi mà xài điện thoại Nokia thì chúng ta không có thể kết nối được Internet, không thể có những cái app, thậm chí những cái loại hình giải trí rất là thô sơ, rất là cơ bản. Rồi đến nay thì chúng ta thấy khi chúng ta có smartphone rồi, chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể là sử dụng các cái multimedia app, là các cái app giao tiếp như là Facebook hay là Twitter, là chúng ta cũng có thể liên lạc mà không cần phải dùng cái điện thoại. Chúng ta không cần thiết phải có cái số điện thoại, mà chỉ cần có cái kết nối Internet thôi để chúng ta có thể giao tiếp được này, và xử lý công việc trên máy điện thoại rất là nhiều. Thì trở lại cái câu chuyện của Honda hay là Toyota cũng vậy, dường như là hai công ty này, và cũng có cái số phận chung với các công ty khác, các công ty xe điện truyền thống đó, đó là họ hài lòng hoặc là họ tự mãn hoặc là thỏa mãn quá lâu với những cái thành tích trong quá khứ của họ, ngủ quên trên chiến thắng, dạ, mà quên đầu tư vào cái công nghệ mới. Đây là cái công nghệ mà thứ nhất bảo vệ môi trường, thứ hai nữa tận dụng được cái nguồn, một cái nguồn gọi là nguồn năng lượng mới, đó là pin. Không cần thiết phải chúng ta đã quen rồi cái việc mà xài xe hơi là phải đi đổ xăng hoặc là đổ dầu diesel, bây giờ không cần nữa. Bây giờ chúng ta xài xe hơi, chúng ta chỉ cần cắm đưa điện thôi là chúng ta có thể sạc pin là chạy được rồi. Và chính Khang cũng gần đây, Khang cũng chuyển qua xe điện, thì Khang thấy là Khang rất là hài lòng, bởi vì Khang không cần thiết phải đến trạm petrol station nữa, vừa tiết kiệm và vừa bảo vệ môi trường mà vừa tiết kiệm được thời gian nữa. Cho nên là Khang thấy, Khang biết chắc chắn trong tương lai, trong có thể là vài thập kỷ tới, 2-3 thập kỷ tới, có nghĩa là khoảng 2-30 năm nữa, thì xe điện sẽ lên ngôi. Thì Khang theo nghĩ thì các hãng xe truyền thống họ sẽ gặp thất thế. Tuy nhiên nếu như họ nhìn trước được nữa đó, họ sẽ đầu tư một cái công nghệ nữa, mà Khang tin là có thể sau 30-40 năm nữa đó thì cái công nghệ này sẽ lên ngôi, đó là xe không chạy trên đường mà xe bay trên không. Khang nghĩ chắc chắn là
sẽ đi đến con đường đó. Đó là các hãng Honda hay là Toyota bây giờ họ đang gặp thất thế trong cái mảng mà phát triển xe điện. Bỏ qua cái giai đoạn này đi. Đầu... không thể cạnh tranh nữa rồi. Đúng tại rồi. Họ đã đi chậm tới 10 năm họ so với đã đi Trung chậm Quốc. Hơn Trung Quốc rồi. Thì bây giờ còn một cách nữa để cho họ có thể được vượt các nước Trung Quốc nữa, đó là đầu tư vào xe bay trên không á, chứ không phải là xe chạy trên đường. Đó. Không biết là cái tương lai họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng trong thời điểm tháng 10 của năm 2023, Honda, Toyota và Nissan, ba ông lớn của Nhật Bản đều đưa ra những cái quyết định sa thải nhân viên và đóng cửa bớt những cơ sở sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là một cái bước đi thụt lùi rất là đáng tiếc. Đây cũng là một cái thời điểm chấm dứt thời kỳ vàng son của những công ty này tại thị trường với hơn 1 tỷ 400 triệu dân. Một thị trường mà họ đã làm mưa làm gió và cũng đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho những cái công ty như thế này. Và kính thưa quý vị, một tin khác cũng liên quan đến Nhật Bản. Đó là tình trạng thiếu tài xế xe tải tại Nhật Bản trong thời gian sắp tới. Lý do là bởi vì cho đến tháng 4 năm 2024, chính phủ Nhật Bản đưa ra lệnh cấm tài xế làm việc nhiều giờ. Theo đó thì mỗi một người tài xế chỉ có quyền lái xe tối đa 80 giờ cho mỗi tháng. Mà 80 giờ cho mỗi tháng, điều này cũng có nghĩa là chỉ có khoảng 20 giờ cho mỗi một tuần lễ. Và 20 giờ thật ra thì nó chỉ khoảng chiếm 2 hoặc 3 ngày làm việc mà thôi. Phần thời gian còn lại là thời gian rảnh rỗi. Và với cái thay đổi về luật lệ như thế này sẽ khiến cho vấn đề vận chuyển hàng hóa ở Nhật Bản gặp rất là nhiều khó khăn. Lý do là bởi vì cho đến thời điểm này, mặc dù Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong việc đưa ra những cái chuyến tàu cao tốc, nhưng mà trong thực tế vấn đề chuyên chở vận chuyển hàng hóa từ tỉnh này sang tỉnh khác vẫn được thực hiện bởi những chiếc xe tải, mà 9 trên 10 số lượng hàng hóa này phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống vận chuyển đường bộ như thế này. Cho đến ngay lúc này, lệnh những cái thay đổi về giờ giấc làm việc chưa được áp dụng, mà vấn đề giao hàng, nhận hàng cũng đã bị trì trệ rất nhiều bởi vì thiếu tài xế. Nhưng kể từ tháng 4 năm tới thì không biết là hàng hóa của Nhật Bản sẽ đi về đâu khi mà số lượng tài xế làm giảm hại giờ làm nó ngày càng gia tăng. Và đặc biệt chúng ta phải kể tới một yếu tố, đó là nhân số già, người lớn tuổi cũng không thể nào tiếp tục công việc lái xe, vừa ít giờ làm việc vừa ít tài xế thì cái lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nó sẽ vận hành như thế nào? Thì chỉ còn 4 tháng nữa thôi để cái luật này nó đi vào có hiệu lực, là vào tháng 4 năm 2024. Thì đến nay thì theo thống kê là 99% trong tổng số 63.000 doanh nghiệp vận tải của Nhật là họ chưa có chuẩn bị cho cái sự thay đổi này. Mà nếu có chuẩn bị nữa họ cũng không trở tay kịp, là bởi vì thứ nhất như Kim Hoàng vừa đề cập, đó là lao động Nhật đang chứng kiến cái sự già đi. Thì theo như các cái nghiệp đoàn vận tải của Nhật Bản đó, đến nay thì gần như là chỉ có 5 trên 16 tài xế Nhật là có độ tuổi dưới 40 thôi, còn lại là từ 5 đến 60 tuổi. Thì đây là cái điều rất là báo động, là bởi vì cái ngành vận tải thì lại đang phát triển bởi vì nó được cái sự hỗ trợ của cái thương mại điện tử. Chúng ta cũng biết là hiện nay là thương mại điện tử bùng nổ, đó là chúng ta không cần thiết phải đến siêu thị mua hàng, hay là chúng ta muốn mua hàng chúng ta có thể ngồi ở nhà để mà thực hiện cái thao tác mua hàng qua mạng thôi, và sẽ có người giao tới. Thì cái người giao tới đó là tài xế giao hàng, thì nó cũng làm cho cái thị trường vận chuyển hàng hóa bùng nổ. Và đến nay theo cái đánh giá là cái thị trường này cũng đã có cái giá trị tương đương với 300 tỷ đô la của Nhật hàng năm rồi. Thì cái sự bùng nổ của thị trường là cái áp lực và cái nhu cầu về giao hàng và phải có tài xế. Nhưng tuy nhiên thì tài xế đang bị già đi, mà tài xế cũng không có đủ để mà cho cái tốc độ phát triển cho thương mại điện tử nữa. Cho nên là chính phủ Nhật trong khi đó thì lại muốn khuyến khích người dân Nhật có thời gian là nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn người dân Nhật sinh sản nhiều hơn để mà chặn đứng cái đà suy giảm về dân số. Thì đứng trước cái áp lực đó, chính phủ sẽ phải cân bằng, đó là phải giảm giờ làm mà trong khi đó phải đáp ứng đủ cái điều kiện cho cái ngành giao thông vận tải. Thì đây là cái bài toán rất là hóc búa. Mà theo Khang thì chắc chắn là phương pháp duy nhất bây giờ có thể nhập cảnh tài xế từ nước ngoài, chắc chắn là sẽ phải mở rộng cái chính sách nhập cư, bởi vì Nhật cũng là một quốc gia trong những quốc gia, một trong những quốc gia rất là khó trong vấn đề kiểm soát nhập cư. Và Khang nghĩ là trong tương lai thì điều này nó có thể sẽ phải trở nên thoáng hơn để nhằm tìm kiếm cái lực lượng lao động trẻ từ các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Thật ra là không chỉ tại Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Theo thống kê của Liên minh Vận tải Đường bộ Quốc tế thì cho thấy
Thế giới hiện nay đang thiếu hụt khoảng 3 triệu tài xế xe tải tại 36 thị trường riêng tại Trung Quốc. Trong tổng số 3 triệu tài xế bị thiếu hụt thì Trung Quốc đã chiếm đến 2 triệu 200 ngàn người, có nghĩa là gần 80% là tài xế đến từ Trung Quốc. Và nếu mà nói là vấn đề báo động thì có lẽ là Trung Quốc còn đáng báo động hơn so với Nhật Bản. Nhưng ở điểm khác nhau là Trung Quốc không đưa ra những hạn chế về số giờ làm việc, trong khi Nhật Bản vì lý do bảo vệ an toàn lao động, vì những cái chỉ trích trong cái truyền thống làm việc quá sức của người dân Nhật Bản, cho nên chính phủ bắt đầu siết chặt lại số giờ và vô tình đã gây khó khăn cho lĩnh vực vận chuyển. Và một khi lĩnh vực vận chuyển gặp khó khăn thì điều tất yếu sẽ xảy ra, đó là hàng hóa sẽ gia tăng, đời sống chi phí vật giá tiếp tục sẽ leo thang. Và đó là bối cảnh tại Nhật Bản trong năm tới 2024. Trong khi đó thì tại Mỹ, kính thưa quý vị, một trong những cái thông tin mà chính phủ Mỹ cảm thấy rất là vui mừng đó là một đang có những cái mỏ vàng mà chính phủ Mỹ gọi là vàng trắng đã bắt đầu lần đầu tiên xuất hiện. Và mỏ vàng này là tại biển hồ Southern ở tiểu bang California, là nơi đang có một cái trữ lượng lithium được cho là lớn nhất trên thế giới. Lithium là một trong những cái chất vô cùng quan trọng để có thể sản xuất ra những chiếc xe điện. Và với một cái trữ lượng lithium mà vừa phát hiện được, có thể sản xuất đến 370 triệu chiếc xe điện tại Hoa Kỳ. Điều này cũng có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không còn lo sợ về việc lệ thuộc vào những cái pin xe điện từ Trung Quốc, mà họ có thể tự lực cánh sinh trong thời gian sắp tới. Thì đây có phải không phải là cái tin tôi nghĩ là nó có quá lạc quan hay không? Tuy nhiên thì theo đánh giá thì đây chỉ là một cái sự phát hiện, mới là phát hiện và cái trữ lượng thôi. Tuy nhiên còn phải đưa vào thực tế, có là phải tìm cái cách khai thác như thế nào để cho nó hiệu quả và làm sao để biến những cái hàm lượng khoáng chất mà trong cái mỏ này để có thể chích lọc thành cái hợp chất đó thành lithium để mà phát triển xe, để mà phát triển sản xuất pin á. Thì còn cả quá trình dài mà Khánh tin chắc là nó có thể kéo dài trong 10-20 năm tới. Thì lúc đó, có khả năng là lúc đó Mỹ sẽ trở thành cái nơi mà sản xuất pin cho Trung Quốc, cho xe Trung Quốc. Có nghĩa là nó sẽ xoay, cái tình thế nó sẽ xoay ngược lại phải không? Yeah, xoay chiều. Và là bởi vì cái theo đánh giá đó, thì cái nhu cầu về pin vào năm 2030, thì cái thị trường nó, cái con số có thể, thị trường có thể đạt con số là 514 tỷ đô. Thì con số này rất là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc mà họ đã có cái ưu thế về thương hiệu về xe rồi. Thì tuy nhiên đối với thị trường xe điện thì Mỹ hiện nay thì chỉ mới có Tesla thôi, có cái thương hiệu có uy tín trên thế giới thôi. Mà Tesla thì lại không có đặt sản xuất tại Mỹ mà lại sản xuất tại Trung Quốc. Pin của Tesla sản xuất tại. Cho nên đó là cái việc mà nếu mà Mỹ mà muốn phát triển ngành xe điện thì ngay từ bây giờ là họ phải từ hàng thập kỷ trước là họ phải có sự chuẩn bị rồi. Tuy nhiên nếu mà chuẩn bị bây giờ thì cũng đã chậm trễ rồi. Thì cái việc mà phát hiện ra cái mỏ này thì theo Khánh đánh giá đó là cái tin tích cực. Tuy nhiên thì cái việc mà biến cái tin tích cực này thành cái thực tế để mà áp dụng vào sản xuất hay là đưa vào cái thực tế kinh doanh đó thì Khánh nghĩ là nó còn quá trình rất là dài, có thể mất đến 10-20 năm. Và kính thưa quý vị, những cái thông tin cuối cùng trong cái phần điểm báo ngày hôm nay đó là liên quan đến buổi giao lưu của Việt TV diễn ra vào sáng ngày mai Chủ nhật 11 giờ trưa ở nhà hàng Liberty. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta bắt đầu countdown được rồi phải không? Có nghĩa là chúng ta chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là có thể gặp tất cả những khán giả của Việt Pay và những người, tất nhiên đa số khán giả tới tham dự ngày mai là khán giả ở Sydney, nhưng chúng tôi cũng rất hân hạnh đã được sự xác nhận của những khán giả từ Melbourne và từ Brisbane và thậm chí từ Tây Úc cũng có người bay tới. Không biết là Thang đã có những cái xong cái khâu chuẩn bị hay chưa? Đến nay thì những khâu chuẩn bị tương đối là đã hoàn tất rồi, anh chỉ còn là bổ sung một số cái quà tặng cũng như là cái công tác hậu cần và trang trí để mà chuẩn bị đón khách thôi. Thì Khánh hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai. Có nghĩa là quà tặng quá nhiều đúng không? Các nhà tài trợ cứ liên tục bổ sung cho nên vấn đề quà tặng cho tất cả khách tham dự nó vẫn chưa dừng lại mà chúng tôi vẫn còn tiếp tục nhận quà và hy vọng là những cái món quà này sẽ làm cho quý vị bất ngờ khi quý vị đến tham dự cái bữa tiệc giao lưu của Việt TV lần đầu tiên diễn ra vào ngày mai. Một lần nữa Khang, Nguyên Khang và Kim Hoàng trân trọng
cái tình cảm của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Vâng, Kim Hoa cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới ngày hôm nay của Việt TV và chúng tôi sẽ trở lại trong tuần tới. Riêng với những khán giả tham dự buổi giao lưu thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ có được những cái tấm hình chụp chung với quý vị trong ngày mai. Kim Hoa xin trân trọng kính chào.